Xin chào tất cả các bạn. Như vậy là sau vài ngày chờ đợi thì cuối cùng pháo thủ đã công bố bản hợp đồng đầu tiên và hoàn toàn không bất ngờ, đúng như thông tin tôi đã gửi đến các bạn trước đó. Marquinhos đã là tân binh đầu tiên của pháo thủ, hay chính xác hơn đó là cầu thủ 19 tuổi người Brazil đến từ Sao Paulo. Theo thông tin không chính thức, một điều thường như vậy thì Arsenal chỉ phải bỏ ra khoảng 3 triệu bảng để sở hữu cầu thủ tấn công đa năng này với bản hợp đồng kéo dài đến năm 2027. Và như ở các bản tin trước tôi từng đề cập, hạn trước mắt có thể xem là một bản hợp đồng thành công của pháo thủ từ mặt tài chính cho đến chuyên môn. Cụ thể hơn để nói thì Marquinhos trước đó có mức phá vỡ hợp đồng lên tới khoảng 42,5 triệu bảng. Điều này đủ để khẳng định Edu Gaspar đã có một thương vụ mát tay đáng khen ngợi, trong khi ở mặt chuyên môn, qua nhiều nhận định nhanh của các chuyên gia, tương tự như Martinoli thì Marquinhos là một viên ngọc sáng của Brazil, đủ tiềm năng để gánh vác hàng công của đội bóng vàng xanh trong tương lai. Tuy nhiên, lúc này sau những điểm đáng chú ý cơ bản đó, chuyện Marquinhos có hòa nhập được hay không và sẽ đóng góp được gì trong kế hoạch của Mikel Arteta và các pháo thủ chắc chắn là chuyện nhận được sự quan tâm nhất. Ngay sau đây, như thường lệ, tôi sẽ giúp các bạn tìm hiểu chi tiết hơn về tân binh này. Cái tên dài nhất ở Arsenal. Trước tiên nhắc đến Marquinhos, nhiều bạn sẽ có thể nhầm với trung vệ 28 tuổi người Brazil, người nổi tiếng hơn nhiều và đang thi đấu tại Paris Saint-Germain. Vâng, chính xác thì Marquinhos chỉ là biệt danh mà thôi, một cách gọi chạy đi theo tiếng thông thường của những người có tên là Marcus hay Marco trong tiếng Bồ Đào Nha. Và chính xác, tên của tân binh pháo thủ đó chính là Marcus Vinicius Oliveira Alenca, một cái tên đủ dài với 29 chữ cái để giúp Marquinhos chia sẻ vị trí cầu thủ có cái tên dài nhất cho Arsenal ngay khi được ra sân cho đội hình 1. Alexis Sanchez và Gabriel Martinelli đang là hai người đồng giữ kỷ lục này. Tuy nhiên hiện tại ở đội U23, pháo thủ cũng đang sở hữu một cầu thủ có cái tên dài nhất lịch sử đội mà tôi tạm ghi nhận được, đó là George Lewis, lên đến 34 chữ cái. Chỉ cần được ra sân cho pháo thủ thì cầu thủ người Na Uy gốc Rwanda sẽ xô đổ kỷ lục này. Tiểu sử. Đến với những thông tin khác về Marquinhos thì cho đến lúc này không có nhiều điều được ghi nhận chi tiết, từ gia đình cho đến hành trình sự nghiệp còn tương đối ngắn. Qua đó Marquinhos sinh ra ở bang Sao Paulo của Brazil ngày 7 tháng 4 năm 2003. Đâu đó khoảng năm 10 tuổi, cậu bé tham gia đội bóng nhỏ địa phương là Taubal de Serra trước khi gia nhập học viện của đội bóng danh tiếng hàng đầu ở bang là Sao Paulo FC vào năm 2015. Trải qua hơn 6 năm ở các lứa trẻ và thường xuyên được gọi lên các đội tuyển U của Brazil, Marquinhos được đôn lên đội 1 của Sao Paulo năm 2021 dưới thời của huấn luyện viên Hernan Crespo và sớm có trận ra mắt cho đội bóng Brazil. Ở đây, huyền thoại người Argentina đã gây bất ngờ với giới chuyên môn khi trao niềm tin cho Marquinhos ở những trận cầu quan trọng của Sao Paulo. Và cầu thủ 18 tuổi khi đó đã sớm đáp lại niềm tin. Đặc biệt, phải kể đến thành tích một bàn thắng, một kiến tạo ở Copa Libertadores trước Racing Club. Thành tích đưa Marquinhos trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn cho Sao Paulo ở đấu trường danh giá nhất Nam Mỹ. Để nói thì Alexis Sanchez và cả Carlos Tevez cũng là những cầu thủ có được bàn thắng đầu tiên tại đấu trường Libertadores ở tuổi 18. Nhờ đó mà chỉ sau chưa đầy một mùa rưỡi cùng với Sao Paulo, Marquinhos đã có đến 42 trận ra sân, dù ở không ghi bàn cũng chỉ khiêm tốn với 4 bàn thắng và 3 kiến tạo, vô địch được bang Sao Paulo trước khi đến với pháo thủ vào tháng 6 năm nay. Còn nói đến lý do tại sao Arsenal lại chi rất ít cho một ngôi sao trẻ như Marquinhos, thì được biết thay vì còn hợp đồng đến năm 2024 như đã ký trước đó vào năm 2019, thì bản hợp đồng đó đã bị FIFA phạt chỉ còn là 3 năm, khi thời điểm đặt bút ký, Marquinhos chỉ mới 16 tuổi. Qua đó với việc cầu thủ trẻ này từ chối bản hợp đồng mới, đội bóng Brazil đã phải ngậm đắng nuốt cay bán sớm ở thời điểm này. Còn thì ở đây phải nhắc lại, Edu Gaspar đã thể hiện được giá trị của mình trên cương vị giám đốc kỹ thuật để vượt được Marquinhos trước sự quan tâm của những đội bóng khác. Sắc màu Samba. Tới đây, vấn đề tiếp theo phải nói đến chắc chắn là câu chuyện về những gì Marquinhos sở hữu và liệu rằng anh có thể làm gì trong màu áo của Arsenal. Trong đó, việc là một người Brazil cũng là điều đáng nói đến ngay, khi Marquinhos có thể sẽ là cầu thủ Brazil thứ 13 khoác lên mình chiếc áo đỏ trắng. Một điều nghe chừng ngạc nhiên, hơi ít đúng không các bạn? Tuy nhiên ở đây có một thực tế là trước đó giải Ngoại hạng Anh, các cầu thủ xứ Samba rất khó để tỏa sáng ở xứ sương mù. Phải đến năm 1995 thì mới có cầu thủ Brazil đầu tiên xuất hiện ở giải Ngoại hạng. Và tận năm 1999, dưới thời giáo sư Wenger thì Arsenal mới có cầu thủ Brazil đầu tiên, đó chính là Silvinho. Rồi sau đó là thêm những tên tuổi như chính Edu Gaspar và Gilberto Silva v.v. Và may mắn cho pháo thủ khi phải đến 80% những cầu thủ Brazil từng ra sân đã và đang để lại được nhiều ấn tượng, đóng góp tuyệt vời vào lịch sử cũng như thành tích của đội bóng. Đáng quên nhất có lẽ chỉ là Juan vào năm 2001 và Willian vào năm 2020 mà thôi. Do đó đầy hứa hẹn, với những gì đã được nghiên cứu kỹ từ Edu và Arteta, chuyện Marquinhos có thể hòa nhập và có nhiều đóng góp cho pháo thủ là một điều đầy tích cực, đáng để đặt niềm tin. Điểm mạnh. Vâng, một lần nữa, vừa rồi nó cũng chỉ là câu chuyện ngoài lề.
giờ là lúc nhìn kỹ hơn về chuyên môn. Chúng ta sẽ cùng nhìn vào những điểm mạnh của Marquinhos. Tại sao không phải là điểm yếu trước? Đơn giản thôi, vì thực sự ở độ tuổi 19, rất nhiều thứ từ mặt tâm lý cho đến kỹ thuật hẳn đều chỉ ở mức độ trung bình hoặc còn yếu mà thôi so với một cầu thủ trưởng thành hơn. Nên không thể nói được lên lý do tại sao Marquinhos hay bất kỳ cầu thủ nào xứng đáng để đến với Arsenal hay không và khoác lên mình chiếc áo đỏ trắng. Điểm mạnh đầu tiên phải nói đến cho Marquinhos đó chính là sự đa năng. Khi có vẻ trừ vị trí hậu công, tiền vệ trung tâm, những vị trí đòi hỏi nhiều sự sáng tạo, điềm tĩnh hay có khi đòi hỏi cả sức mạnh, thì cầu thủ 19 tuổi có thể thi đấu đủ các vai trò ở hàng tiền vệ, ở hai biên và tiền đạo nữa. Đây chính là một điều khiến Marquinhos trở nên đáng giá. Dù để nói, vị trí xuất trường của anh là ở phía cánh phải do thuận chân trái. Nó giúp mang đến cho Arteta nhiều phương án trên hàng công, trong khi cho chính Marquinhos là cơ hội để ra sân nhiều hơn. Một điều mà khi nhìn vào BB có thể thấy khi mất vị trí cánh phải vào Saka, cầu thủ người bờ biển Nga gần như mòn đít dự bị khi yếu hẳn nơi biên trái. Tiếp theo thì đi kèm với một lối đá không quá cá nhân, tương đối quyết đoán, Marquinhos có cho mình sự sắc sảo cần thiết trong cả tình huống dứt điểm lẫn kiến tạo cơ hội, hứa hẹn khả năng gắn kết tốt và đóng góp được nhiều trong lối chơi tập thể của pháo thủ. Trong khi nói về sự bùng nổ cá nhân thì có thể khẳng định không thua kém những gì các winger có thể thấy ở Martinelli. Đó là ADN của người Brazil với tốc độ và kỹ thuật đã ở mức tốt. Nhìn vào hình ảnh chỉ số của Marquinhos trong tựa game Football Manager 2022, các bạn có thể dễ dàng hình dung hơn những điều tôi vừa nói. Thực sự thì ở đây cũng chỉ là tham khảo, và tổng quan chỉ số của Marquinhos cũng rất thấp. Đây là chuyện bình thường của một cầu thủ trẻ, nhất là ở giai đoạn phát triển lên đội hình 1. Nhưng ngay ở những chỉ số tâm lý, điều đang được cho là yếu nhất thì khả năng đưa ra quyết định của Marquinhos cũng đã cao hơn hẳn những mặt khác, ngang với Bebe. Còn ở tốc độ, kỹ thuật thì có phần ngang ngửa không thua kém quá nhiều. Hay so với Martinelli, các bạn cũng có thể thấy mọi chuyện đầy hứa hẹn ở Marquinhos. Chỉ cần 1-2 mùa bóng nữa thôi để trau dồi, tôi tin rằng cầu thủ 19 tuổi cũng sẽ có được năng lực không thua kém Saka thời điểm này. Tiềm năng. Còn thì tới đây, nói về điểm nào đó đáng bận tâm thì quả thật theo tôi có một điều vẫn phải nhắc đến khi nó có thể khiến cầu thủ người Brazil gặp khó khăn tại Arsenal. Đó chính là mặt ngôn ngữ, khi có vẻ như Marquinhos chưa nói được tiếng Anh. Tuy nhiên với việc ở Arsenal, có nhiều cầu thủ có thể nói chuyện được bằng tiếng Tây Ban Nha và cũng không thiếu những người dùng tiếng Bồ Đào Nha, chưa kể đến Arteta là một huấn luyện viên đa ngôn ngữ. Việc hòa nhập của Marquinhos có lẽ không có gì khó khăn. Nhìn vào cách Martinelli sớm tỏa sáng ngay mùa đầu tiên ở Arsenal có thể là một ví dụ cho điều này. Đâu đó sự lo lắng dường như chỉ là câu chuyện về sự ăn ý trong lối đá và chiến thuật mà thôi. Có lẽ ít nhất một năm sẽ là khoảng thời gian cần thiết mà các winner phải chờ đợi trước khi thực sự có thể đặt kỳ vọng và đánh giá những gì Marquinhos mang lại. Còn tiếp đến để nói về cách Mikel Arteta sử dụng Marquinhos, có lẽ với chiều cao cũng chỉ có hơn 1m75, có thể khẳng định tân binh người Brazil sẽ không được nhắm cho vị trí cao nhất trên hàng công, qua đó xuất hiện nhiều hơn ở hai biên, là một sự dự bị chiến lược cho Martinelli nơi biên trái hoặc Saka bên cánh phải. Trong hoàn cảnh Arsenal trở lại đấu trường châu Âu ở mùa giải tới, số trận đấu sẽ nhiều hơn ngay từ đầu mùa. Có lẽ cơ hội sẽ là rất nhiều cho Marquinhos. Hy vọng chúng ta sẽ thấy được những màn thể hiện ấn tượng từ tân binh này tại các đấu trường cấp, khi mà có lẽ sân chơi giải ngoại hạng có thể vẫn đang quá sức cho anh. Vâng, vừa rồi là tất cả những gì cơ bản nhất cho đến lúc này về Marquinhos mà tôi muốn gửi đến cho các bạn. Không biết các bạn cảm nhận thế nào về tân binh tuổi teen của pháo thủ? Liệu có đem lại cho các bạn hy vọng gì mới về mùa giải tới? Kỳ vọng của các bạn là thế nào cho Marquinhos? Hãy để lại bình luận nhé. Đừng quên like, share và subscribe cho kênh các bạn ơi. Hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo. Oh,